Bộ sắp đón đợt gió mùa đông bắc mạnh. Ngày hôm nay, miền Bắc vẫn chịu tác động chính của rìa phía đông nam vùng áp thấp phía tây. Riêng phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm, nên sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng đồng bằng ven biển, đêm nay và sáng sớm mai có mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm xuống khoảng 2-4 độ so với ngày hôm nay, cao nhất dao động trong khoảng từ 26-29 độ. Phía tây nên phổ biến ở trạng thái mây thay đổi, nhiệt độ 31-33 độ. Với khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ. Còn các khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết trên khu vực này sẽ ít có sự thay đổi. Ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên, dao động trong khoảng từ 31-34 độ, nóng xuất hiện cục bộ một vài nơi. Còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ từ 32-35 độ, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cảnh báo, khoảng chiều tối và đêm ngày 7 tháng 3, Bắc Bộ đón một đợt gió mùa đông bắc mạnh, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Từ ngày 8 tháng 3, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rét. Thời tiết ngày 6 tháng 3, miền Bắc đón không khí lạnh. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2, 3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng đồng bằng và ven biển, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, 3, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C. Đà Nẵng Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, 3. Độ ẩm từ 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 50-94%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Dự báo, rạng sáng 8 tháng 3, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh, tràn xuống nước ta gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.